Sách đen thì không làm gì cũng bị bắt em ạ. Đó là cái mặc định rồi. Ba tháng vừa rồi mình có một việc, nó cũng một mình có việc mới là mình không live stream được. Nãy 4 ngày cuối em nick chính của em mới push nhanh, giờ mới gần 3k. Ra mùa này nó bọn nó lên gần 4k rồi thì em 3k cũng là hợp lý, đúng không? Hiện 3k tao bao nhiêu? Em đã tốt 700 mấy trăm, chả biết là bình thường push chung. Nghĩa là có đủ túc 1k không á? K thì bây giờ em phải push cho nhanh, không được dừng. Từ bây giờ em vừa xuyện, có thể là em out stream của anh xong em đánh phút luôn ấy. Ví dụ tầm trình của em anh nghĩ 1k là quá hợp lý luôn, không phải gì khó cả. Ok, Luminary facing Bedfast. Ôi cái Mega Rap thực sự anh phải nói là quá chán mà anh không quan tâm đến game nữa cơ. Anh còn quăng ở thè, quăng vào đấy. Cái Mega Rap hình như là cách đây một mùa hay hai mùa nhỉ? À mùa trước. Thực sự phải nói là Mega Rap đã làm giết chết cái game này. Sự rất là đáng tiếc. Phải nói trong cái thời gian đấy mình không gần như là rất không có một cái tí gì gọi là content luôn. Content rất là nhàm chán, chả biết làm cái gì nữa. Đánh Mega Rap thì bây giờ nó có cái vẹo gì đâu. Vào quay mấy cái video xong rồi đi ra, hết. Quá nhàm chán mà cũng chẳng có gì để bàn luận nữa cơ. Không phải là mình không thích đánh, do là mình không thích đánh nên là mình làm mình cảm thấy nó là nhàm chán. Mà đơn giản bởi vì là cái việc mà Mega Draft nó không có làm cho creator, những người sáng tạo họ làm cái gì ấy. Gần như là các video họ cũng chả, các kênh YouTube khác họ cũng chẳng có đăng về Mega Draft. Họ vẫn chỉ xoay xoay cái deck này deck kia thôi. Thằng nó lên top 1 bằng snip á, anh đến xem nào. Check xem là nó bình thường thằng này nó chơi ít bow anh em ạ. Nó không nghĩ, mình không nghĩ là thằng này nó phải đánh đa dạng rất cụt. Một thằng Messline Nexus lại lên top 1. Ôi à, thằng Nexus này nó chơi lava mới hay chứ. Sợ khét khét. Nhưng mà lava này đúng rồi. Ôi trời, lava lại còn bóp tower nữa. Ngày xưa thằng này mình nhớ là nó chơi X-Bow, nó không phải là chơi hết đâu. Ờ đúng rồi. Breakfast. Mookie. Oh my god, Miner, Icy Golem, Archer Queen. Yeah, the poison here.
Nguyên lạc mùa ghi này. Dạ mày dính mắt chắp à. Miss. So bad fast again. So xa. Bad fast. Tomorrow, tomorrow, I love you. Tomorrow, you always up away. Tomorrow. Từ ngày nó ra cái thẻ bài, mấy cái thẻ bài champion này, đúng là game nó không còn độ hay như ngày xưa. Mọi thứ nó mất cái cân bằng. Ngày đấy, cái ngày cuối cùng mà cái tháng cuối cùng mà mình nhớ là chúng ta chưa có champions thì thực sự là một game nó vẫn còn hay, hấp dẫn. Mọi thứ nó mặc dù nó ba lần nó không được cái cân bằng, nó không còn được như chúng ta mong muốn, nhưng mọi thứ nó vẫn gọi là ok, vẫn ổn. Tuy nhiên thì các bạn biết là khi mọi thứ có ba lần có champion 4-5 cái thẻ bài champion ra thì thực sự là game bây giờ nó không mất cân bằng quá nhiều. Cái điểm khó, cái điểm là mất cân bằng đó là việc mà cái thẻ bài champion nó có cái ability, cái siêu năng của nó, siêu cái kỹ năng siêu hạn. Và một cái nữa làm cho game nó bị vỡ đó là việc mà có cái thẻ bài trang quyền ở trong cái deck đấy thì cái cycle của nó bị nhanh hơn, nó làm cho mọi thứ nó bị đảo lộn. Từ khi trang quyền ra em cút lại cao hơn này, thế là đem gặp thời đấy. Từ khi có thẻ bài trang quyền thì mình phải thay đổi cái suy nghĩ của mình, đó là có thay đổi thì mới có thành công, đó là phải thay đổi deck. Chứ bây giờ các bạn đã deck yếu rồi lại còn chơi off meta nữa thì đúng là rất là ức chế. Và cái thời điểm mà mình đổi deck đó chính là việc mình đổi con Hawk Lightning, Giant Skeleton. Đó là một cái thời điểm mà mình phải nói là cũng sáng suốt đấy. Nhưng mà nhiều khi cái việc mà bắt cặp các bài, các trận đấu khi mà mình sử dụng cái deck cũ thì nó lại tốt hơn là việc mà mình lại cứ chơi cái deck mới. So one more fireball. Good job. Good job, Belfast. Well done. Good luck, Mugi, in the game. Okay, let's take a bad fight again. Osama Bidaden. Earthquake đam lên trụ ngày xưa cao hơn à? Anh cũng không nhớ lắm, nhưng mà phải nói là Earthquake bây giờ thực sự đi cùng với Hawk là quá hợp lý luôn. Earthquake nó không đi cùng với con gì khác, bởi vì các bạn biết là Hawk rất sợ cái building, rất sợ Tornado. À, bây giờ mà không đi cùng với Earthquake thì thực sự rất là khó. Hoặc thì đi cùng với Earthquake với lại Firebolt hết. Em thấy building sợ nhất là bomb tower, vì bomb tower counter the focus quick combo. Thực sự thì để mà nói nó sợ hay không thì mình nghĩ là không, chưa chết nó lại sợ. Tuy nhiên thì cái Hawk Earthquake thì thực sự ấy, để mà thắng được cái deck đấy thì các bạn chỉ cần counter con Hawk thôi.
Counter Hawk là các bạn thắng rồi. Còn cái việc mà đam dùng Earthquake để đam lên trụ thì thực sự phải nói là giống kiểu là gì nhỉ? Làm có kiểu là rất gọi là góp thành bão, nó rất là lâu, đam của nó thì ít. Mà bây giờ Earthquake Cycle thì thực sự nó cũng không còn hợp lý lắm. Ở trong cái game này mình thấy là cái việc mà cycle sử dụng cái thẻ mà các cái spell mà kiểu nó chay ấy, tức là không giết được cái thẻ bài gì mà chỉ gọi là cycle thẻ bài xong rồi lấy đam lên trụ ấy, thì thực sự nó là một điểm khá là khiếu lưu. Bởi vì là sử dụng spell thì các bạn phải giết được một vài thẻ bài, vừa có tính được đam lên trụ, vừa có đam lên trụ mà vừa giết được các thẻ bài tấn công của họ hoặc là phòng thủ của họ. Ngày xưa các bạn có Hawk Lightning, thực sự Hawk Lightning ngày xưa cũng rất là hay. Nhưng từ khi Lightning nó thay đổi meta quá lâu rồi nên là không, bây giờ cũng chả ai chơi Hawk Lightning nữa. Và bây giờ hơn nữa là bây giờ Hawk Lightning thì cũng khá khó đánh. Bởi vì Lightning bây giờ nó không hợp, không phải là meta. Meta bây giờ nó chỉ chơi với Fireball với lại đấy thôi, Poison thôi, chứ ai không ai chơi cả Lightning nữa. Lightning bây giờ mà Lightning cho con Fist Boy thì cũng hơi mệt. À, thực ra Lightning vẫn còn tồn tại ở trong cái deck Electro Giant Lightning. Và đâu đó là cô Royal Giant chẳng hạn. Nhưng mà nó không nhiều. Vẫn là Electro Giant Lightning thôi. X-Bow cũng khá là mỏi tay khi mà bắn rất nhiều mục tiêu lên ở bên trong cái game này. Ở cái game này mình nghĩ là best part rất là khó ăn. Cái gồm này phút à? Thì check xem là Eagle ở đâu. Hello guys, welcome back my live stream. It's a long time no see. Who are you? Drop a comment. Hello, I want to say hello to everyone. Hãy tám người xem chúng ta comment. Lâu lắm mình không live stream nên là cũng kỳ vọng mà để có bao nhiêu người xem rồi. Ngày hôm nay thì mình cũng không kỳ vọng là tầm độ khoảng 50 người được. Hello, hey, hello man. My fan, what's the matter? Damn.